Trong những năm gần đây, việc nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam ngày càng được kiểm soát chặt chẽ. Từ số lượng, chất lượng đến công năng, tính chất sử dụng của hàng hóa đều phải khai báo rõ ràng, minh bạch. Nếu nhập hàng tiểu ngạch quá số lượng thì sẽ bị phạt rất nặng. Chính vì vậy, hình thức nhập khẩu chính ngạch đang được xem là lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp, chủ shop hiện nay. Vậy, chính ngạch là gì? Tại sao lại nên đi hàng chính ngạch? Tất cả sẽ được Đại Dương giải đáp trong video này nhé! Nhập khẩu chính ngạch là hình thức giao thương buôn bán quốc tế giữa Việt Nam và đối tác nước ngoài. Hình thức này yêu cầu phải có hợp đồng mua bán đầy đủ, ràng buộc giữa người mua và người bán theo quy định quốc tế. Hàng hóa phải được kiểm duyệt kỹ lưỡng về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm bởi các cơ quan chức năng chuyên ngành. Vậy tại sao ngày càng có nhiều doanh nghiệp, công ty lựa chọn hình thức nhập khẩu này? Thứ nhất, nhập khẩu chính ngạch giúp cho hàng hóa đảm bảo tính ổn định, tính pháp lý và hóa đơn đầu vào. Thứ hai, nhập khẩu chính ngạch giúp cho quá trình vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, không bị kiểm tra, thu giữ do vi phạm nguồn gốc hàng hóa. Thứ ba, hàng hóa nhập chính ngạch luôn đầy đủ giấy tờ, hóa đơn đỏ VAT đáp ứng nhu cầu xuất bán hàng. Thứ tư, hàng hóa được vận chuyển đúng thời gian, đúng tiến độ, không cần lo bị tắc biên. Thứ năm, các đơn vị vận chuyển chính ngạch thường có chính sách bảo hiểm, bồi hoàn minh bạch, đảm bảo hàng hóa nguyên đai, nguyên kiện, không hư hỏng hay thất lạc. Để tiến hành nhập khẩu hàng hóa chính ngạch, doanh nghiệp có thể thực hiện nhập khẩu qua hai hình thức. 1. Nhập khẩu trực tiếp. Khách hàng sẽ đứng tên trực tiếp trên tờ khai ở mục người nhập khẩu, thực hiện đàm phán trực tiếp và mua bán với các đối tác nước ngoài. 2. Là nhập khẩu ủy thác. Với hình thức này, khách hàng sẽ thực hiện giao dịch thông qua việc ủy thác cho công ty cung cấp dịch vụ nhập hàng. Đơn vị nhập khẩu sẽ đứng tên trên tờ khai, sau đó làm thủ tục thông quan, cuối cùng cung cấp cho khách hàng các thông tin, chứng từ nhập khẩu.